Dạ, Hiếu Fan Vlog xin gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến quý vị khán giả. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu Fan Vlog. Trước khi vào nội dung, cho Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Hiếu mời quý vị cùng lắng nghe Hiếu chia sẻ à. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, đến với nội dung trong video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục nói về thiền an bên bờ vũ trụ nha thưa quý vị khán giả. Thì như quý vị cũng đã biết là câu chuyện của thiền am hiện tại trong cái vụ án này thì các luật sư của thiền am đang rất là quyết tâm thưa quý vị để mà đòi lại công bằng lẽ phải cho thiền am thưa quý vị, và đặc biệt là sẽ đòi lại công bằng cho ba thầy đang ở trại tạm giam sẽ sớm được về nhà. Cái thời hạn mà tạm giam ba thầy đó nó sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 4 tới đây thưa vị khán giả. Thì sau đó thì như thế nào thì chưa biết, nếu mà có thông tin gì thì Hiếu sẽ cập nhật để gửi đến cho vị khán giả được biết kịp thời nhất. Thì qua những gì mà luật sư Thiền Am chia sẻ thì chúng ta cũng thấy một điều rằng có rất là nhiều vấn đề về bên phía cơ quan chức năng của huyện Đức Hòa nói riêng và bên phía tỉnh Long An nói chung. Nó còn nhiều cái để mà bất cập, làm cho dư luận vô cùng bức xúc với cách làm việc của chính quyền nơi đây thưa quý vị. Đó. Thì song song bên cạnh đó thì luật sư hiện tại thì có một cái video clip mới nhất ở trên trang nhật ký luật sư của mình, cũng có kêu gọi tất cả mọi người yêu thương Thiền Am từ bấy lâu nay theo dõi câu chuyện này là nên thu thập lại tất cả những cái video clip của những người mà ganh ăn tức ở với Thiền Am, chẳng hạn như là ông Thường Tọa, Thích Nhật Tiền nè, rồi những kênh YouTuber mà luôn luôn bịa đặt vu khống để mà nhục mạ chà đạp danh dự nhân phẩm của Thiền Am bên bầu vũ trụ. Xin kính thưa quý vị, đó là những gì mà luật sư muốn có những cái bằng chứng chứng cứ đủ cơ sở để mà bảo vệ về mặt pháp lý cho các thầy, và đồng thời là cũng minh oan cho các thầy luôn thưa vị khán giả. Thì bên cạnh đó thì Hiếu cũng có thu thập được một số cái video clip. Thì một số cái video clip này thì bên phía Thiền Am cũng cho biết là cũng có những cái video clip này, cho nên là Hiếu cũng không có gửi cho luật sư. Bởi vì trong những cái video clip này á là có video clip là 50 người tấn công Thiền Am bên bầu vũ trụ. Đó, rồi kẻ gian gình gặp ở Thiền Am thưa quý vị, và một cái video clip thầy Hoàng Nguyên cho biết là bên phía cơ quan chức năng chính quyền tại huyện Đức Hòa nói riêng và tỉnh Long An nói chung á chưa có trả lời văn bản về những cái mà kiến nghị của luật sư Lê Ngọc Lân trước đây nữa thưa quý vị. Nó có rất nhiều video và hiện tại thì Hiếu cũng đang đi tìm hiểu và thu thập nhiều cái thông tin, bằng chứng, chứng cứ từ kênh của ông Thượng Tọa. Thì Hiếu cũng lang thang ở trên một cái tab cộng đồng của kênh YouTube Mẹ Nắm. Thì nhắc đến Mẹ Nắm thì kênh YouTube của Mẹ Nắm có rất nhiều bằng chứng, chứng cứ liên quan đến cái việc mà ông Thích Nhật Tiền này vu khống cho Thiền Am thưa quý vị. Trước đây thì ổng nói khác, mà sau này thì ổng nói khác thưa vị. Đó, thì chúng ta thấy một điều rằng là họ toàn là bịa đặt và vu khống cho Thiền Am không à, chứ chưa có đủ bằng chứng cơ sở nào. Nhưng mà ở đâu đó trên mạng xã hội hiện tại thì họ cố gắng gán ghép cho Thiền Am như thế này thế nọ. Mà đặc biệt là có một vị khán giả cho Hiếu biết là cái kênh Hàng Độc Phun gì đó, đó, chuyên nói là những cái chuyện mà không thì nói có thưa quý vị, nó mà có thì nói không, là bịa đặt vu khống các kiểu hết. Nó và vị khán giả này cũng yêu cầu Hiếu là copy cái đường link của cái kênh này để mà gửi cho luật sư mà bảo vệ về mặt pháp lý cho Thiền Am để mà theo dõi là cái kênh này vu khống Thiền Am như thế nào, thì Hiếu cũng sẽ làm cái việc này thưa vị khán giả. Thì cái nội dung video hôm nay là Hiếu muốn nói cho quý vị được biết là luật sư rất là quyết tâm, cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa là Hiếu muốn chia sẻ một cái bài bình luận của một vị khán giả cũng rất là yêu mến Thiền Am từ bấy lâu nay, cùng với đó là một vị khán giả khác cũng gửi cho thầy ông nội chia sẻ
cho thầy ông nội cũng như là những người ở Thiền Am nói riêng và Thiền Am là ngôi nhà nói chung về một cái bài thơ rất là hay, thưa quý vị khán giả. Quý vị khán giả thông cảm nha, tại vì nhà của Hiếu sát mặt tiền đường á, cho nên là nó rất là ồn ào xe cộ. Còn bên trong nhà thì người cũng rất là đông, có con nít nữa, cho nên là cái tiếng ồn nó không thể tránh khỏi, thưa quý vị. Bởi vì nhà cũng có người bị nhiễm Covid đó, thưa quý vị, F0 và cách ly tại nhà, cho nên là nó cũng hơi ồn ào chút xíu. Thì đến với một cái bài bình luận, sau khi mà vị khán giả này nghe những gì mà luật sư chia sẻ đó, thì vị khán giả vô cùng mừng rỡ và rất là thích thú, cũng như là có lời khen tặng đến với các vị luật sư. Sau khi mà Hiếu chia sẻ cái bài bình luận này xong, thì Hiếu sẽ cho quý vị khán giả nghe một vị khán giả khác cũng rất là yêu mến Thiền Am từ bấy lâu nay, đọc một bài thơ nói về thầy ông nội và những người ở Thiền Am rất là hay, thưa quý vị. Quý vị nghe cái bài thơ mà vị khán giả này đọc, chắc có lẽ là quý vị sẽ bật khóc. Đó, thì không dài dòng nữa, Hiếu xin chia sẻ một cái bài bình luận của một vị khán giả tên là Fan Eric. Đó, cô này ở nước ngoài, thưa quý vị, nói như thế này: "Ôi, các vị luật sư, các vị Bồ Tát sống giữa đời thường, trời Phật xui khiến các vị cứu tinh của người hiền lành, của người cô thế yếu đuối. Các vị giống trống, giống hồi chuông kêu oan ức giùm gia đình nhỏ tu tại gia. Họ đã chịu nhiều thiệt thòi, nhiều áp lực, nhiều oan ức mà gọi khàn cổ, kiệt hết sức, vắt kiệt sức khỏe nhưng không ai giúp được họ, kêu thấu trời xanh, kêu tận địa ngục. Vì sao? Dấu chấm hỏi. Vì cái gì? Dấu chấm hỏi. Bao nhiêu đơn thư, bao nhiêu vi bằng vẫn không được đối hoài. Thiền Am của mất, Thiền Am đổ máu, Thiền Am cuối cùng vẫn bị đi tù. Với tội danh không hề vi phạm, họ sống rất tốt đời đẹp đạo, không hề vi phạm an ninh trật tự, không hề nhiễu loạn xã hội, tôn trọng luật pháp, sống khép kín. Thiền Am một số người bị hiềm khích, ganh ghét vì họ có quá nhiều cộng đồng mạng từ trong đến ngoài nước yêu thương quý mến. Họ không xin tiền, không kêu gọi giúp đỡ, không để thùng công đức trước mặt Đức Phật để xin bố thí cúng dường. Thiền Am dạy dỗ các bé nhỏ rất ngoan ngoãn, sau này có thể các bé sẽ là nhân tài của xã hội, của đất nước Việt Nam. Nhưng tiếc thay cho Thiền Am, người ta đã hại họ chỉ vì họ quá giỏi, quá xuất sắc, quá nổi tiếng. Vì các bé thi đấu thách thức danh hài 2 lần đoạt giải nhất, thành công, thành công, thành công. Thật tiếc thay cho Thiền Am, thật buồn thay cho Thiền Am và thật bất công cho Thiền Am. Mong rằng các ngài luật sư có tâm Phật, giống hồi chuông kêu oan, trả lại sự yên bình, trả lại sự trong sạch, trả lại danh dự mà người xấu đã cố tình hại Thiền Am, đẩy Thiền Am không lối thoát." Đó là một cái bài bình luận của một vị khán giả tên là Fan Eric. Một bài bình luận rất là hay, rất là đúng, đúng không ạ? Thiền Am có làm chi nên tội? Chưa bao giờ Thiền Am xúc phạm đến một cái tổ chức hay một cá nhân nào. Tất cả đều là họ mang đến cho Thiền Am thôi, thưa quý vị. Nhưng ở đây thì bên phía cơ quan chức năng lại bắt Thiền Am là bỏ tù suốt mấy tháng vừa qua, và cho đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa được rõ ràng và trả tự do cho các thầy. Thì ở đâu đó ở ngoài xã hội thì chúng ta cũng nghe và nhìn thấy được một cái con người vô văn hóa, tục tiểu, lên sóng live stream chửi bới hết người này, chửi bới hết người kia, lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà xâm phạm lợi ích của người khác, tổ chức, cá nhân và thậm chí là cả cơ quan chức năng. Đó không ai khác chính là bà CEO Nguyễn Phương Hằng, nhưng mà vẫn được ung dung tại ngoại ở ngoài vòng pháp luật. Đây là một cái điều rất là bất công mà dư luận hiện tại đang lên án và chỉ trích về bên phía chính quyền của huyện Đức Hòa nói riêng và công an tỉnh Long An nói chung, thưa vị khán giả. Để không dài dòng nữa, Hiếu mời quý vị cùng đến với bài thơ của một vị khán giả chia sẻ về những cái nỗi hoang tình
những cái sự bị đàn áp của dư luận nói chung và cư dân mạng nói riêng. Rất là hay, rất là sâu sắc và cũng rất là cảm động. Hiếu mời quý vị cùng nghe. Và Hiếu cũng rất mong là quý vị khán giả khi xem video clip này để lại một like để tặng cho vị khán giả có bài thơ hay. Đồng thời cũng đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh Hiếu Phan Vlog ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Và sau đây Hiếu mời quý vị khán giả cùng đến với bài thơ ạ. Đó. Kính thưa thầy ông nội Lê Tùng Vân, con là một cộng đồng mạng, một khán giả yêu thương tỉnh thất bồng lai thiền am bên bờ vũ trụ, và con luôn luôn trân quý tấm lòng Bồ Tát sống của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Ngày nay thiền am đã bị biến cố để cho ba thầy Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương phải bị bắt. Đến ngày nay là sinh nhật của các bé, nhưng mà thầy nằm đây sức khỏe đã hao gầy, nước mắt thầy rơi, con nhìn rất là xót xa, con nhìn rất là đau lòng, nên con cũng không biết như thế nào, chỉ biết chia sẻ với thầy một bài thơ, mong rằng cũng là một động lực để làm cho thầy ông nội sẽ thấy vui, và chúc thầy ông nội sống vui sống khỏe, và mong một ngày tai họa qua đi thiền am sẽ hạnh phúc trở lại. Thưa gửi đến vị thầy Bồ Tát sống Lê Tùng Vân, tỉnh thất bồng lai thiền am bên bờ vũ trụ, Lê Tùng Vân mãi đỉnh tình cha. Thầy ơi, thầy ơi, thầy xuất thân từ gia đình nho giáo, vì lòng tu thầy rời bỏ quê nhà, cũng giống như hoàn cảnh Phật Thích Ca, xa danh lợi để cứu nhân độ thế, đường thỉnh kinh bao trăm ngàn trắc trở, nạn kiếp nhiều thử thách kẻ xuất gia, chiến tranh còn gây bao cảnh xót xa, khiến con dân phải lầm than khốn khổ, những mảnh đời không còn nơi nương dựa, thầy từ bi cứu họ lập trại nuôi, bầy trẻ thơ tân phận đã mồ côi, thầy yêu thương nhận làm cha các bé, vì tình thương, vì lương tâm trách nhiệm, thầy chẳng màng quản ngại những khó khăn, gánh vác nuôi già trẻ đến vài trăm, bao nỗi khổ dồn lên thầy chồng chất, đường chân lý vẫn nhìn về với Phật, thầy dạy con chân thiện mỹ ở đời, thầy từ bi là Phật sống khắp nơi, gieo trái ngọt để cho đời thêm đẹp, các con nuôi thêm tài năng trí tuệ, vang lời ca khiến triệu trái tim view, các bé thơ thi thách thức danh hài, hai lần đầu quán quân sao cưng quá, thiền am được hàng triệu người yêu mến, triệu lời thương và ủng hộ thiền am, ai có thương có giúp rất vui mừng, không kêu gọi không giả sư trục lợi, nào ngờ đâu cuộc đời như thử thách, có những người ganh ghét hại thiền am, một lũ súc sinh ác độc dã man, chúng cương quyết hại thiền am tan nát, chúng dùng truyền thông nói lời xuyên tạc, là Lê Tùng Vân trục lợi giả sư, là loạn luân cha lấy cháu con mình, là hiếp dâm gái tâm thần ở trại, là tà đạo phải tiêu trừ xóa sổ, chúng âm mưu với kế hoạch đê hèn, chúng bỏ tiền xúi dục chửi thầy Vân, rồi thuê bọn áo đen chờ lệnh cướp. Vào một đêm thiền am đang yên ổn, bọn áo đen có cả mấy trăm tên, chúng hiện ra phay bủa khắp ngõ làng, rồi tấn công thiền am và lục soát. Chúng bắt các thầy cô đem đi nhốt, rồi cướp luôn tài sản của thiền am.
Chúng ép thầy phải ký nhận tội oan. Chúng hành hạ rồi giam luôn ba vị, khiến Thiền Am phải kinh hoàng, hoảng trí. Vừa thiếu ăn tiền bạc cũng không còn. Đêm từng đêm trong tiếng gió nỉ non, trời Phật ơi, ai gieo ra oan nghiệt. Bọn áo đen còn bất nhân bất đức, chờ đêm về cưỡng chế khám nữ tu. Nhưng đừng tưởng đồng tiền là sức mạnh, sử dụng hại người rồi cũng yên đâu. Đừng nghĩ một tay chế cả bầu trời, vì sự thật sẽ mãi là sự thật. Chuyện Thiền Am như bom nguyên tử nổ, hiếp người thế cô, vi phạm nhân quyền. Triệu trái tim tâm thiện cùng đứng lên và không bỏ Thiền Am trong hoạn nạn. Từng món quà chiền tay nhau gửi đến để Thiền Am no ấm tạm yên lòng. Cùng chung tay với các vị luật sư đưa gửi đến cấp cao xin xem xét. Thiền Am vô tội bị người mưu hại. Mong các cấp cao luật pháp công tâm, đừng vì đồng tiền, đừng vì áo đen. Hãy lôi kẻ chủ mưu ra trừng trị, để lòng dân luôn tin vào công lý, để làm gương cho quan chức thanh liêm, để muôn dân tránh được nỗi ưu phiền. Khi có được sự chở che pháp luật, nỗi oan Thiền Am bên bờ vũ trụ. Thầy ơi, hôm nay là ngày vui các bé, sao thầy nằm đây nước mắt cứ tuôn. Thầy ơi, sức khỏe nay đã hao mòn, thầy hãy gắng vui và giữ gìn sức khỏe. Phật sẽ thương Thiền Am qua hết nạn, rồi ba thầy sẽ được cứu trở về. Cảm ơn thầy đã bỏ cả thanh xuân để cứu mang những mảnh đời bất hạnh. Bồ Tát sống Lê Tùng Vân mãi đỉnh, kính chúc thầy vui khỏe sống thật lâu. Dạ, xin kính thưa vị khán giả thân mến, quý vị nghe bài thơ của cô đọc có hay không ạ? Rất mong là quý vị khi xem video này tiện tay đăng ký kênh, bấm chuông và tặng cho cô một like, cũng như là chia sẻ để ủng hộ cho kênh Hiếu Phan Vlog, cũng như là ủng hộ cô. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa cuối video, Hiếu xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ Hiếu xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất ạ.